Bipa Bipa, chị Bí Đỏ xin chào tất cả các bé nha. Bây giờ thì chị Bí Đỏ và các bé chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra và chữa trị cho mũi của công chúa Elsa nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng hai cái cây này để mà đây xem trong mũi công chúa Elsa có những gì. Rồi chúng ta sẽ xịt nước vào. Sau khi xịt nước xong thì dùng chiếc kéo này để cắt phần lông mũi. Chúng ta cắt lông mũi để cho dễ dàng, dễ dàng tiến hành việc chữa trị. Máu chảy nhiều quá. Rồi dùng nhíp chúng ta sẽ gấp nhổ những cái phần lông mũi ở phía bên trong mà chiếc kéo không có thể cắt tới được. Như là đã sạch rồi phải không nào các bé? Sau khi cắt lông mũi xong thì chúng ta sẽ đây dùng cái tăm bông này để mà ấy hết những cái phần nước mũi. Rồi đã sạch rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng cái này xịt vào bên trong mũi để cho bớt đau một tí, và sử dụng khăn lau đi phần máu chảy ra. Rồi đã lau sạch sẽ rồi phải không nào, và dùng thuốc tiêm vào những cái mũ ở trong mũi đã xẹp rồi. Thật là hay phải không nè. Xong rồi chúng ta sẽ cho dung dịch vào để mũi không có còn tổn thương nữa. Đây, kế tiếp thì chúng ta sẽ soi ở bên trong mũi vào có rất là nhiều vi khuẩn phải không nào. Một chú vi khuẩn nữa và đã bị ta tiêu diệt. Hai chú vi khuẩn ở đây luôn. Và bắt đầu tiêu diệt thôi. Rồi, có vẻ thì bên trong mũi đã sạch, không còn vi khuẩn cũng như là những cái dung dịch mũi. Và bây giờ thì mũi của công chúa Elsa đã khỏe hẳn rồi. Video của chị Bí Đỏ đã hết rồi. Chị Bí Đỏ chúc các bé có một ngày thật là vui vẻ nhé. Và các bé ơi, nếu các bé yêu thích những video của chị Bí Đỏ thì có thể nhấn vào nút đăng ký ở phía dưới để trở thành thành viên của gia đình chị Bí Đỏ nha.